how to carry on my life and your daily life, because growing this little via to go back to your family work. So you should know how to observe the object, how to make it the right to life. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề là áp dụng chánh niệm trong các cái sinh hoạt, trong các cái hoạt động thường ngày là làm sao. Thì sau khi kết thúc khóa tu thì mọi người chúng ta sẽ quay về cái cuộc sống thường nhật, quay về gia đình mình. Và một điều quan trọng ở đây là chúng ta biết cách áp dụng, biết cách duy trì chánh niệm ra làm sao cho cuộc sống thường ngày của chúng ta. Of course, if we can maintain our mindfulness, if we can keep our mindfulness in our daily life, so you will see a lot of beneficial for you or for family, for environment, for the country. That's why we really need to maintain or keep our mindfulness everywhere, every time. Thì nếu chúng ta thực hành và chúng ta biết cách áp dụng chánh niệm cho các cái hoạt động, cho các cái sinh hoạt của mình, thì một điều mọi người thấy là nó rất là ích lợi cho bản thân chúng ta, thế rồi là nó cũng tác động lại với những người trong gia đình chúng ta, trong xã hội và cho cả một cái cộng đồng lớn. Thì chính vì vậy mà ở đây nó có cái tầm quan trọng trong cái việc mà chúng ta có khả năng áp dụng chánh niệm trong cuộc sống thường ngày. Even when you keep your mindfulness, maintain your mindfulness in your daily life, if you really keep or practice in every position whenever you have the time, and you can see the mindfulness concentration improvement. Thế thì ở đây điều đó nghĩa là chúng ta cần phải áp dụng chánh niệm mọi nơi, mọi lúc, không kể là cái nơi nào chúng ta tới và bất kể lúc nào chúng ta cũng đều phải có được chánh niệm, cũng đều phải có được cái sự ghi nhận. Nhờ là chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình, và rồi là quý vị cũng thấy là chánh niệm của chúng ta nó cũng sẽ được tăng trưởng, nó được phát triển. Someone asked the question, saying that in order to practice mindfulness, and someone need to go to the forest, someone need to go to the anarchy, need to go to the quiet place, meditation center, or then they ask whether that someone does not need to go to the meditation center, whether they can practice mindfulness in your daily life. So saying that, they are asking the question, someone who likes to practice mindfulness, they can practice in your home, or they can practice only in the meditation center. Thế thì cũng có người hỏi là, vậy thì nếu mà phát triển trải nghiệm như thế này thì liệu là chúng ta có phải rời bỏ gia đình chúng ta vào trong rừng sâu để ngồi dưới cội cây để hành thiền và phát triển trải nghiệm hay không, hay là chúng ta có thể là ở nhà mình hay là ở cái nơi nào ở trong cái cộng đồng, rồi là chúng ta vẫn có những cái điều kiện để chúng ta phát triển được trải nghiệm. Như quý vị cũng thấy là đây chúng ta vẫn đang còn có các cái mối ràng buộc đối với gia đình và xã hội, thì cũng có những người người ta không thể nào rời bỏ gia đình và xã hội. Chính vì vậy là cái câu hỏi được đặt ra là liệu chánh niệm có được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày hay không, và áp dụng nó như thế nào. When the Buddha gave the Sipadana instruction, Sipadana Sutta, so the Buddha gave the place Renyagadova, Dukhamagadova, Dukhamagadova, Sunyagadova. So if someone wanted to practice mindfulness, the Buddha encouraged to go to the forest or under a tree or a secluded or quiet place, so the person
thì kể về chúng ta đi xe mà chúng ta but here you have the two different situation when the Buddha gives the instruction this is for monks who really want to keep on the samsara who really want to keep the sotapanna sakaraka anagana dhyana so they are monks they don't have their family they don't have their job they don't have their work so they have their time hope, high expectation for the Dhamma. That's why the Buddha gives the best. The Buddha chooses the best place for them. The Buddha find out the best place for the man. The Buddha gives. Thì quý vị cũng biết là trong chánh kinh thì Đức Phật nói là cái người mà muốn phát triển được thiền định, muốn phát triển được chánh niệm thì cần phải vào trong rừng sâu những nơi thanh vắng chúng ta chọn một cái gốc cây ngồi xếp bằng và chúng ta hành thiền thế thì quý vị cũng lưu ý ở đây tức là các cái đối tượng mà Đức Phật chỉ dạy lúc bấy giờ là các cái vị tỳ kheo là các nhà sư là những người mà người ta đã rời bỏ cái cuộc sống gia đình người ta dành hết tất cả cái nhiệt tâm với cái ý tưởng là muốn được giải thoát muốn thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử như thế này và đối với những nhà sư và những bậc lúc bấy giờ thì họ không có công việc nào họ không có gia đình họ đã rời bỏ gia đình họ không còn các cái công ăn việc làm và một cái việc duy nhất của các nhà sư lúc đó tức là để hành thiền định và để rồi giải thoát là cái mục tiêu của họ thế nhưng mà chúng ta ở đây thì cái đối tượng nó khác chính vì vậy mà cái chỉ dẫn của tôi Đức Phật trong cái sách kinh là dành cho các cái vị tu sĩ hay là các nhà sư. Brightness and mindfulness, we can brightness everywhere, in your house, the monastery, meditation center, the forest, monastery, and then I explain to you that the Buddha gave the forest, monastery, because this is the far way from the Kipa. The monk can get the connotation easily. They can maintain the connotation easily. Although they have the very high hope, expectation to see the Dhamma. But as the Kipa, you have the family, you have the job, work. So, you are working and supporting your family, eh? Sometimes if you have time, you want to practice. Then now we teach you how to focus the primary object. When you have the secondary object, how to observe it. So if you have the room for your brightness, and then even in your daily life, you can practice daily meditation, sometimes walking meditation. Activities in this way, you can keep your maintain your mindfulness. Thế thì Đức Phật là cái người mà có khả năng tỏa giác, tức là Đức Phật chọn những cái địa điểm như vậy cho các vị tỳ kheo. Đó là một cái địa điểm, một cái nơi chốn thích hợp dành cho các vị tu sĩ, dành cho các vị tỳ kheo. Nhưng mà tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chánh niệm chỉ có thể phát triển ở những cái nơi rừng sâu hay là thanh vắng mà đây chánh niệm có thể áp dụng ở thiền viện ở gia đình ở các cái nơi công cộng vân vân có nghĩa là ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta sinh sống chính vì vậy đối với cư sĩ đối với những người phật tử thì chúng ta có khả năng áp dụng được chánh niệm trong các sinh hoạt thường ngày của mình điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có một cái nơi cái phòng riêng chúng ta có thể ngồi thiền ở nhà và rồi là chúng ta biết cách áp dụng cái cách quan sát các cái đối tượng chính là làm sao và rồi trong khi quan sát đối tượng chính có thể là phòng sạch hay là hơi thở thì khi mà các cái đối tượng phụ khác nó khởi sinh nó sanh khởi thì chúng ta ghi nhận chúng ta quan sát như thế nào nó có những cái nguyên tắc cái cách quan sát của nó và khi đã biết cách quan sát như thế này rồi tức là chúng ta áp dụng được trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái sinh hoạt của chúng ta và điều đó cũng nghĩa là chánh niệm có thể được
tác dụng ở mọi nơi, ở mọi lúc, ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ nơi chỗ nào trong gia đình và trong công sở nơi chúng ta làm việc. If you are retired as or if you don't work, so you have time. So I'd like to advise you if you are retired or if you don't work. So please practice at least 2 or 3 hours sitting meditation every day in your house. Và đặc biệt là đối với một số bác đã nghỉ hưu, ta có cái điều kiện có thời gian hơn, thì tôi cũng kiến nghị là các bác cũng nên dành cái thời gian 2 giờ 3 giờ đồng hồ mỗi ngày để chúng ta thực hành ngồi thiền, thì như vậy nó sẽ rất là tốt cho cái việc thực hành của mình. When you try to practice meditation, sometimes you will see the mind lazy, sometimes not interested in meditation, you are interested in the talking or watching TV, doing other things. So when you see those kind of things, try to observe that your mind, lazy mind, interested in other things, remind yourself, I will be dying one day. When I die, I cannot bring anything to you. That's life, that's why mindfulness is because we find that our mind is very important. That's why I should not be lazy. I should not be busy doing other things. I should have time. Remind yourself to why I'm not lazy and just doing other things. And if you practice more and more, today 1 hour, today 3 hours every day will be easier for you because your meditation. Thế thì quý vị cũng thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy đó, thì có những cái lúc mà cái trạng thái tâm của chúng ta nó trở nên uể oải, nó biến nhát, nó không còn muốn quan sát nữa, nó muốn làm cái chuyện này chuyện kia, nó muốn coi tivi, nó muốn đọc sách, vân vân. Thì bất kỳ khi nào mà các cái trạng thái tâm thức đó nó sanh khởi thì quý vị hãy ghi nhận lấy nó, ghi nhận cái cảm giác mà nó lười biếng, nó uể oải, nó biến nhát ra làm sao, rồi là những cái ham muốn của chúng ta muốn làm cái chuyện này chuyện kia sẽ nó sanh khởi như thế nào. Như vậy ở đây quý vị có thể ghi nhận được các cái trạng thái đó trong khi mà chúng ta ngồi thiền, và với cái cách ghi nhận như vậy thì chúng ta tiếp tục duy trì quan sát cho lúc mình ngồi thiền thì nó cũng sẽ giúp cho quý vị phát triển và tăng cường được chánh niệm của mình. Và để rồi là dần dần khi mà chúng ta đã quen hơn với cái việc ngồi thiền, với cái việc quan sát và thực hành, thì chánh niệm cũng như là sức định của chúng ta nó sẽ được trở nên tốt hơn. So meditation means when you have meditation mindfulness better and better, our meditation will be easier sitting, walking, observing the daily activities, because our meditation mindfulness stronger. But if our meditation mindfulness is not strong enough, sometimes we feel sleepy a lot, wondering a lot, we don't know how to do what now. Sometimes we hear that noise. So many the distractions come in. And so means meditation means when we have the meditation mindfulness, we can overcome that laziness, bitterness, wondering, other things easily. But if we don't have enough meditation mindfulness, then bitterness, laziness, the other things that you find, then we cannot practice. That's why when we practice meditation, we need to know how to apply our mindfulness correctly, how to improve our mindfulness every day, then meditation will be easier for you every single meditation. Thế thì cái hệ quả của nó, tức là nếu chánh niệm và ý sức định của chúng ta nó đã trở nên tốt rồi, thì mọi người thấy là tự động cái việc chúng ta ngồi thiền, cái việc chúng ta quan sát trong các cái hoạt động hàng ngày, nó sẽ trở nên rất là dễ dàng và tự nhiên. Cái này nó là một cái yếu tố nhân quả. Nếu
nếu mà chánh niệm tốt, sức định tốt thì mọi cái công việc phía sau, tức là khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta quan sát, nó sẽ trở nên rất là dễ dàng, không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu mà chánh niệm cũng như là sức định của chúng ta nó chưa đạt được tới cái mức độ đó, tức là nó đang còn ở cái mức độ non yếu, chúng ta sẽ thấy là nó có rất nhiều các cái trạng thái, ví dụ như là chúng ta cảm thấy buồn ngủ, giã rượi, tâm nhiều lúc nó chán trường, thế rồi là các cái suy nghĩ, các cái khó tâm nó xảy ra. Điều đó cũng đương nhiên thôi, bởi vì là chánh niệm chúng ta chưa tốt, xác định thì cũng chưa được thiết lập cách mạnh mẽ, và chính vì vậy chúng ta cũng cần phải biết cách quan sát các cái đối tượng để rồi giúp cho chúng ta từng chút một làm cách nào đó để chúng ta có thể vượt qua được những cái tình trạng như thế này, để chúng ta từng giây từng phút từng khoảnh khắc chúng ta thực hành và để chánh niệm nó được tăng trưởng, nó được phát triển, xác định sẽ trở nên tốt hơn, và để rồi là cuối cùng cái việc này chúng ta nó sẽ trở nên suôn sẻ hơn, nhẹ nhàng hơn và thuận lợi hơn. What the guy is to benefit? Sometimes you have time. If you have time in the morning, wake up before breakfast, you can have sitting meditation, maybe even before you go to bed, you can have the once a day meditation, and the afternoon, and if you have time, maybe from 2 to 3, 3 to 4, you can have the sitting meditation, and while you have more time, you can practice sitting meditation more time. Và đây thì quý vị thấy là cái việc mà chúng ta ngồi thiền thì nó là cái điều rất là cần thiết và rất là hữu ích. Nếu mà chúng ta có thể dành được cái thời gian như là sáng sớm, chúng ta dậy sớm, chúng ta có thể dành được chút thời gian để ngồi thiền trước khi chúng ta bắt đầu ăn sáng và làm các cái công việc thường nhật. Và trước khi ngủ cũng vậy, chúng ta cũng dành ra cái khoảng thời gian để chúng ta ngồi thiền. Nếu như mà trong một ngày chúng ta có quá nhiều các công việc bận rộn thì đó là cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể dành cái việc làm việc để giúp nó trở nên là một công việc thường xuyên. Trước khi quý vị đi ngủ, chúng ta dành cái thời gian ngủ nhiều và chúng ta dậy sớm một chút, và trước khi ăn sáng và một cái công việc khác, chúng ta cũng dành cái thời gian ngủ nhiều ở một cái nơi, trong cái phòng in your home. If you have time, you can do the walking meditation like the lifting, standing, 1 hour, 2 hours. But if you don't have time, then just observe your body movement when you go to the kitchen, when you go to the sitting place, when you go to the drawing room, when you go to the toilet. So when you observe your body movement in your brain, so actually we are observing our body movement. So because here you need to do sitting meditation or walking meditation, because the whole day you sit. If you don't have the walking meditation, then your body will not be balanced. Sometimes your muscles will be very, very, very tight. So in order to balance, you have to do walking meditation about 1 hour, sitting meditation about 1 hour. Right? In your daily life, you have many things to do. If you are a lady, you are cooking. If you are a man, or you are doing many other things, whether it's a lady or you're doing other things. Maybe you are already your body booked. So of course if you have time, you can do walking meditation slowly, lifting, doing progressing. But if you don't have time, just observe your body movement, sitting down, getting up, everything, whatever you do. Thế thì quý vị thấy là ở trong một cái thiền viện thì là do là cái thời lượng chúng ta ngồi thiền rất là nhiều, và để cân bằng giữa
tức và động thì là chúng ta cần phải đi kinh hành, chúng ta kết hợp giữa ngồi thiền và đi kinh hành, đây là cái điều cần thiết. Vì nếu mà chúng ta ngồi thiền nhiều quá mà chúng ta ít có vận động thì là nó mất đi cái sự cân bằng, thì những cái thời thiền tiếp theo nó có thể không được tốt. Chính vì vậy mà trong thiền viện là cái nơi rất tốt của chúng ta kết hợp giữa động và tĩnh, bằng cái việc là chúng ta xen kẽ giữa ngồi thiền và đi kinh hành. Thế nhưng mà khi mà quý vị ở nhà thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái hoạt động khác, chúng ta phải làm bếp, chúng ta phải dọn vệ sinh và chúng ta phải làm chuyện này, chúng ta phải làm chuyện khác. Thì như vậy tức là chúng ta cũng luôn luôn ở cái trạng thái là hoạt động rồi. Thì nếu như mà quý vị có một cái khoảng thời gian nào đó mà quý vị hành thiền đi kinh hành ở nhà, nhà chúng ta có một khoảng cách nó vừa đủ, chúng ta cũng có thể áp dụng như ở thiền viện hoặc là ở trong trường thiền, cái điều đó cũng là một cái điều tốt. Thế còn nếu như chúng ta không có cái điều kiện như vậy, chúng ta không có một cái khoảng cách đủ để chúng ta đi kinh hành, hoặc là chúng ta không có cái thời gian nhiều lắm, thì quý vị có thể quan sát cái tư thế chuyển động của mình. Bất kể khi nào quý vị đi từ chỗ này sang chỗ khác, đi từ đến nhà vệ sinh, đi ra bếp, rồi các cái hoạt động của chúng ta, các cử động của chân, của tay, của thân, như vậy tức là chúng ta quan sát toàn diện các cái hoạt động như thế này, thì đó là hình thức mà chúng ta quan sát được cái center, cái chuyển động trên thân của mình. The theory is the about the slow down. We have to be slow down. Like when we are slow down at the meditation center, how about when we will do our daily life when we are in home, office, the other place, we have to slow down all the time, we ask the question. So the slowdown is dependent on the situation. Of course, when you practice meditation and meditation center, you don't need to do anything, you just practice sitting meditation, home meditation. When you observe the object very carefully, and you can see the mind-mata phenomena easily, very clear, because you fully practice here. And you have to understand when you go back to your home, work, office, doing other things, you can be mindful, but you cannot be slow down that meditation center. Thế thì quý vị thấy là ở trong chuyện thiền thì là ta làm cái gì nó cũng chậm rãi, nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như người bệnh vậy đó. Nói chung thì người ta khuyến nghị thể sinh là phải thực hành như người bệnh, làm gì rất là chậm rãi, từ từ. Cái lý do tại sao mà chúng ta phải làm chậm rãi như vậy, giống như một người bệnh vậy? Tại vì nếu mà chúng ta làm chậm lại các cái động tác, các cái chuyển động của mình, thì là nó sẽ quan sát được các cái tiến trình tâm thân một cách chi tiết hơn, giúp chúng ta quan sát một cách rõ ràng và chi tiết, giúp chúng ta làm quen hơn với cái việc quan sát. Nhưng mà rồi cũng một câu hỏi là vậy thì khi mà chúng ta quay trở lại cái cuộc sống của mình, khi chúng ta làm việc ở công sở, chúng ta ở nhà, thì bây giờ chúng ta phải như thế nào? Chúng ta lại có cần là phải làm chậm như thế hay không? Hay là như thế nào? Thì ở đây quý vị thấy là nó cũng tùy thuộc vào cái môi trường, cái nơi chốn của chúng ta. Và trước tiên thì đó là một môi trường rất là tốt để chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ có sự như là chậm lại. Ở đây từ cây cỏ hoa lá rồi cho đến tất cả các cái chuyển động nó đều dường như là ngưng lại, giúp chúng ta quan sát tốt hơn. Thế nhưng mà lúc chúng ta ở nhà, lúc chúng ta ở công sở thì chúng ta không có thể làm được cái điều như vậy. Chúng ta cũng vẫn cứ làm mọi việc với một cái tốc độ bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta quan sát tới cái lúc có thể càng nhiều càng tốt. Another time the time of the Buddha, there was a man called Sariputta. Sariputta is one of the Buddha's chief disciples. He is Ananda. So one day he would like to see and talk to the man. Because I would like to ask this man
in the forest, practice very well, learn the Dhamma very well, he gives the Dhamma very clearly. That's why Sariputta is waiting for the monks to teach and talk. So one day the monk pulled up, came to see the Buddha. He respect the Buddha and have the conversation, and the monk pulled up. Left the Buddha, he go back to his place. So at the time, the other man knew that there was a Buddha who like to see and talk to him. And the man go to get the Sai Buddha. Sai Buddha, you want to see the man Buddha? Today he came to see the Buddha. Now because he left, he should not go back on the way. When Sai Buddha heard about this tournament, look at them. He quickly walked to the man, the palace in Chikan Chikan Mish. He, Sai Buddha, walked quickly to catch him. So may you see, even there was Sai Buddha, if he need to walk fast to catch him, he would walk first to catch the level Buddha. So means even there we are practicing mindfulness. Sometimes really necessary to walk, do fast, you have to do it. But according to the situation, it is no special occasion. It can be mindful, it can be slow. Thế thì quý vị cũng thấy là dưới thời Đức Phật thì có cái vị đại đệ tử Đức Phật là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Tất. Và ngài Xá Lợi Tất có nghe về danh tiếng của một cái vị tỳ kheo tên là Kuna, và cái vị này là cái người thực hành rất là tốt, và ngoài ra thì ngài Kuna cũng là cái người thuyết pháp rất là giỏi, rất là hay và được nhiều người người ta yêu mến ngài và lắng nghe pháp của ngài. Chính vì vậy mà Xá Lợi Tất rất là muốn diễn tiến và thiết thuyết với lại ngài Kuna. Và rồi một ngày nọ thì là ngài Kuna có tới tiếp kiến Đức Thế Tôn và thắc mắc về Đức Thế Tôn. Nói chuyện với Đức Thế Tôn xong thì là ngài Kuna quay trở về tông điều của mình. Và một vị tỳ kheo khi nghe tin là ngài Kuna đang quay trở về thì nơi chốn của mình, thì liền là đi tới chỗ của ngài Xá Lợi Tất và thông báo cho ngài về tin này. Thì ngay lập tức là ngài Xá Lợi Tất chuẩn bị những thứ cần thiết và bước dạo bước để bắt kịp cho ngài Kuna. Thì quý vị thấy là ngài Xá Lợi Tất là một cái vị A La Hán, mà đã có là một vị A La Hán thì là trải nghiệm của các ngài là 24/24, tức là liên tục và trải nghiệm. Và nếu mà lúc cần thiết cần phải đi nhanh để cho nó kịp thời, nó đúng lúc thì là ngài cũng phải trả bước là nhanh, nhưng mà cháu lại là luôn luôn là phải trách nhiệm. Thế vậy thì chúng ta thấy là nó cũng tùy vào các cái tình huống khác nhau. Nếu mà chúng ta cần phải hoạt động bình thường hoặc là chúng ta cần phải làm nhanh, chúng ta làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang có thời gian rảnh, chúng ta không phải làm cái gì cả, thì xin quý vị là chúng ta hãy chậm rãi, nhẹ nhàng để động chậm trở lại, và chúng ta có cái cơ hội cũng như là có cái thời gian để chúng ta quan sát kỹ càng hơn, có trải nghiệm hơn trong các hoạt động của mình. If someone would like to go to Kuala, sometimes they go to Kuala very quickly because it's very important. Of course, you have to walk very quickly because this is a very important situation. So we have to understand how we practice our mindfulness according to the situation. When we practice especially in the meditation center, or if you practice in your room quietly, you can be mindful, slow down as much as you can. And some of the situations, we really need to do walk quickly, and we can do or do quickly, and we observe as much as we can. Thì
quý vị thấy là hàng ngày nếu mà chúng ta ăn nhiều quá, uống nhiều quá thế là chúng ta cũng có cái nhu cầu vệ sinh, và lúc đó thì là nó dường như là trở nên rất là khẩn cấp, nhất là đối với những người có tuổi mà một khi chậm quá thì là cũng gây. Chính vì vậy là lúc mà có nhu cầu thế này chúng ta cũng phải giảm bớt cho nó nhanh. Nhưng mà nếu mà ở trên tiền thì chúng ta trong các hoạt động khác chúng ta sẽ làm chậm lại, và rồi là khi mà ở nhà, cái lúc mà chúng ta ngồi thiền, cái lúc mà chúng ta ở trong cái phòng thờ, hoặc là trước khi mà chúng ta đi ngủ, chúng ta ở trong phòng ngủ chúng ta ngồi thiền, vân vân, chúng ta làm các cái hoạt động khác của mình, thì lúc này là chúng ta có cái khoảng không và chúng ta có thời gian, vậy thì chúng ta cũng có thể làm chậm lại như là lúc chúng ta ở trong thiền, và rồi là chúng ta cũng quan sát cũng như là định vị đang thực hành ở đây, thì như vậy là nó tùy thuộc vào các cái tình huống, các cái điều kiện cụ thể. Khi nào mà mình cần nhanh thì mình nhanh, mà không cần nhanh thì chúng ta cũng chẳng nên nhanh để làm gì, vì nó không có cần thiết. Thì như vậy là nó rất là huyền huyền, nó rất là linh hoạt và cụ thể và từng tình huống. If you are working with people, you don't have much time to practice the meditation, and even though you are quite busy, you should time to save 30 minutes, 45 minutes. So at least one or twice every day. Thế thì đối với những quý vị mà chúng ta phải đi làm thì tức là cái cuộc sống của chúng ta nó rất là bận rộn. Như vậy thì bằng cách nào đó mà mỗi một ngày chúng ta có thể ngồi thiền được một thời hoặc là hai thời thì như vậy nó sẽ rất là tinh hóa, rất là tốt cho cái việc thực hành của mình. When you are working in the office, it's depending on the work. There can be many different working, some people are working in the restaurant, some people are cooking, some people are in the office, some people are driving, some people are selling the product. So there are many working going on. And if you have a basic session, how to observe it, and you can observe it. Rồi là chúng ta đã thấy là cũng tùy thuộc vào các cái công việc của mình, ở cái nơi đó là cái mức độ khẩn cấp nó ra làm sao, nó có đòi hỏi chúng ta cần phải di chuyển nhiều, đạt được nhiều hay không. Thì có những người mà người ta cần làm ở siêu thị, lúc nào cũng phải đến tiền bán hàng, như vậy là đòi hỏi các cái hoạt động rất là nhiều. Hay là khi mà cái nhà hàng, khách sạn, nhất là làm bồi bàn, tức là chạy đây chạy kia, hỏi cho mình là ăn món gì, chạy vào bếp, đặt món, vân vân. Thế rồi nếu mà ở những cái công sở khác, văn phòng, phòng giấy, chúng ta ngồi nó nhận nha hơn, thì như vậy chúng ta có cái quan sát nó chậm chạp hơn. Thì như vậy là nó tùy thuộc vào các cái nơi trốn, các cái nơi mà quý vị làm việc. Thế chỗ nào mà nhanh thì chúng ta cũng phải quan sát nó nhanh, thế còn chỗ nào mà nó không cần nhanh, chúng ta có thể và tóm lại là chúng ta biết cái nguyên tắc, ở đây cái nguyên tắc là nó quan trọng, làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải có một cái nguyên tắc, nắm được cái nguyên tắc, cái mấu chốt của nó, chúng ta có thể áp dụng được một cách linh hoạt và uyển chuyển. Chính vì vậy mà quý vị có thể lựa chọn cái cách áp dụng cho bản thân mình. So someone asked me a question, how can you observe when I'm having a car, when I'm having a motorbike? So I didn't really answer that question, because if they do not understand how to observe the object, so there can be a car accident, maybe a motorbike accident. That's why I didn't answer when they ask how to observe the object when they are driving a car, when they are driving a motorbike. Thì quý vị thấy là trong những buổi trực tiếp vừa rồi thì cũng có những người hỏi là khi mà con lái xe máy ô tô chẳng hạn, thế thì bây giờ quan sát như thế nào? Thì tôi cũng phải lựa chọn phương án là im lặng trước một cái câu hỏi thế này, vì nếu mà người ta không biết cách quan sát thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Nhìn nhiều cái đối tượng đèn xanh đèn đỏ người qua đường bên trái bên phải, và là người cứ quan sát cùng xe như thế này thì rất là căng, nhất là tập trung đối tượng chính là cổng xe không kia, đèn xanh đèn đỏ không biết, đèn đi qua đi lại không biết, là sẽ cái tai nạn là cái điều không thể tránh khỏi.
Như vậy là đòi hỏi là cái người đó là biết cách quan sát đối tượng chính, ta ngồi là cái đối tượng chính là không xem, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển động là cái đối tượng chính là cái gì, nên mình cũng phải biết cách. Nhưng mà nếu mà không có nắm được cái nguyên tắc thì tôi cũng lại lựa chọn cái phương án là im lặng mà thôi. So then meditation or other meditation, you get the satisfaction of it because there is no danger at all, even in your desire. Even if you do not, if you do not know how to observe the object, you can partially easily, and you can be lazy easily. That's all, but there is no danger for your body or for your environment because very good that is. But you know, when you cross the road, when you are driving the car, when you are driving a motorbike, at the least you must have the, if you would like to drive the car, drive the motorbike with a mindfulness, at the least you need to understand how to observe the object one time. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta ở trong cái thiền đường như thế này, chúng ta ngồi thì chúng ta đi kinh hành. Thì nếu mà quý vị mà có không biết cách quan sát đối tượng của mình thì cũng không có vấn đề gì xảy ra cả. Cùng lắm là chúng ta được cả ngủ ngủ một tí thôi, hay là cũng chẳng có ai mà tới tạp vào chúng ta cả. Rất là an toàn, cho dù quý vị không có quan sát được đối tượng, không có vấn đề gì, chỉ gặp gà thôi, gặp gà ngủ. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi qua đường, băng qua đường rất là đông xe cộ qua lại, lúc chúng ta đi xe máy, xe ô tô, và rồi là chúng ta lại không biết cách quan sát các đối tượng, thì lúc này nó sẽ là cái vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự an toàn của chúng ta và nó có khả năng gây nguy hiểm. When you are sitting in the station or coming in the station, you are the primary object and you are the secondary object. We explained very clearly the primary object and the primary secondary object are that organ radiation, primary object is the room for placing the agar secondary object. And you know, when you drive the car, when you drive the motorbike, and you should not be primary object. Every object will be the primary object. Look then, the touching the gear, the touching the food. You sometimes you have to move your food, sometimes you have to move your hand, sometimes you have to look at side by side, head. So there can be many objects, and if you really want to observe, then you will understand how to observe it. Then there will be beneficial, or you can be very mindfulness also your driving will be safe. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền ở trong thiền đường thì chúng ta có hai cái loại đối tượng chúng ta cần phải quan sát thôi, tức là đối tượng chính ở đây tức là cổng xe, và ngoài ra là các cái đối tượng phụ khác nó xen hợp chúng ta khi nhận được. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lái xe, quý vị thấy lúc này cái sự quan sát của chúng ta nó sẽ phải là tổng thể và toàn diện, mắt phải mắt trái, nhìn bên trước bên sau, rồi là chân chúng ta đạp thắng đạp phanh, thì rồi là tay ga, tay vô lăng, vân vân. Như vậy là tất cả các cái đối tượng như thế này chúng ta đều phải quan sát một cách tổng thể, những cái nào cần là chúng ta đều luôn biết, chứ không phải là lúc này là cái đối tượng mà chúng ta tập trung vào không xem nữa. What I mean is, if you understand how to observe the object one by another, if you can see the object, and you can practice mindfulness when you are driving the car, when you are driving the motorbike. So there will be beneficial for you, there will be a safe driving. But if you do not know how to observe the object, the way the driving, the car and motorbike, this best way is just drive the car, just drive the motorbike. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta lái xe như vậy thì là tạm gọi là cái đối tượng chính của chúng ta nó sẽ thay đổi lên liên tục, và chúng ta cũng phải nắm bắt thay đổi cái cách quan sát của mình từ cái đối tượng này sang đối tượng khác, chứ không trụ lại ở một cái
tượng nào cả. Bất kỳ cái đối tượng nào nó sinh khởi, chúng ta quan sát thì chúng ta đều phải có khả năng ghi nhận và quan sát ở một cái khu vực, một cái miền rộng. Thì như vậy là nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự an toàn thích hợp khi chúng ta lái xe trên đường, khi chúng ta làm cái việc liên quan tới những cái hoạt động cần quan sát một cách tổng thể như vậy. When you can do meditation and you attend the 10-day retreat, one-month retreat, although you have the same meditation in your daily life, in your home, or game meditation, if you feel you improve your meditation mindfulness, so almost every moment, whenever you have time, you can be mindful, eating, doing, cooking, taking shower, eating the toilet, cleaning, everything. If you are sure you can be mindful every your walking, then you can be practicing mindfulness when you are driving the car, when you are driving the motorbike, when you are doing the other things, because you are already familiar how to practice daily. Vấn đề mấu chốt ở đây tức là chúng ta phải làm sao duy trì được chánh niệm trong từng khoảnh khắc, trong tất cả các cái hoạt động của mình. Đó là cái vấn đề mấu chốt quan trọng. Nếu quý vị có thể duy trì cái sự quan sát và chánh niệm kể cả khi chúng ta ở trong thiền viện, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi tinh hành, ví dụ là lúc chúng ta về nhà, trong các cái hoạt động thường nhật, chúng ta vẫn áp dụng và duy trì chánh niệm trong từng giây, thì có thể nói một điều chắc chắn là các cái phẩm chất của trải nghiệm cũng như là sức định nó sẽ phát triển và tăng trưởng. Vậy thì ở đây một lần nữa quý vị lưu ý là cái việc duy trì liên tục trải nghiệm trong các cái hoạt động thường nhật chúng ta đóng một cái vai trò rất quan trọng, và làm như vậy được thì quý vị thấy rằng dù là chúng ta ở thiền viện hay là chúng ta ở nhà hay công sở chẳng nữa, thì chúng ta cũng luôn luôn là thực hành, luôn luôn là phát triển được chánh niệm của mình. Then we practice and then we need to check our mindfulness. So our mindfulness, our concentration, whether we are improving or not. So during meditation, how many percent can we know the primary object? Can we know the secondary object? Can we know the one related in the mind? And walking meditation, everybody, how many percent you can be mindful the whole day? And when we are mindful, how many percent can we reduce our kilesa and lobha, dosa, moha? We are still very angry, or we are still have a lot of greedy or jealous, we are still a lot of conceived mana. If you have a lot of wondering mind, in mind. So, we have to check our mindfulness, how the mindfulness, how much mindfulness can do, how much concentration can do. And we have to check our mind, how much clear are, can we reduce and reduce meditation, or we do not, we don't, we cannot reduce clear are, or we reduce clear are. In this way, if we see the same situation, then we can learn that we can be improved. Thế thì ở đây đó, khi mà chúng ta đã thực hành rồi, thì chúng ta cũng phải biết là cái phẩm chất, cái sự tiến bộ về trải nghiệm của mình nó ra làm sao. Chúng ta có quan sát được các cái đối tượng hay không, hay là chúng ta cũng nhiều lúc là thất điện, và rồi những cái lúc mà bị thất điện thì là chúng ta có nhận ra được hay không. Như vậy là tra được chánh niệm của mình, chúng ta cần phải biết xem là vậy thì các đối tượng chúng ta ghi nhận là có liên tục hay không, phẩm chất nó ra thế nào, chúng ta đạt được bao nhiêu phần trăm trong việc quan sát của mình. Và để rồi quý vị thấy là khi mà chúng ta đã đạt được chánh niệm cũng như là xác định như vậy, thì chúng ta sẽ quan sát được các cái phiền não. Vậy thì khi có chánh niệm như vậy thì chúng ta xử lý các cái phiền não như thế nào, các phiền não sanh khởi chúng ta có ghi nhận được không, chúng ta có bị nó chi phối hay không,
Và cái điều quan trọng ở đây là nếu mà chúng ta thực sự là áp dụng chánh niệm tốt và cái sức định của chúng ta tốt thì là các cái phiền não khi mà nó sắp tới thì nó cũng sẽ dần dần được loại trừ. Và rồi để cho một cái tình huống tương tự lần này chúng ta đọc phải, chúng ta biết cách xử lý, thì có nghĩa là cho những cái tình huống sau, những cái tình huống tương tự xảy ra như vậy, chúng ta biết cách áp dụng. Như vậy là chúng ta có thể áp dụng nơi này, nơi kia, nơi này, nơi khác, ở mọi nơi, mọi lúc, và nó không còn phụ thuộc vào thời gian cũng như số nữa. Lúc này là cái việc mà chúng ta tự đánh giá được cái trải nghiệm cũng như là sức định của mình, và chúng ta cũng biết cách áp dụng nó cho khi quan sát các cái tiền đó. As you know, you have that family, the other has family everywhere. We are still with the many people every day. So sometimes you have the son, daughter, wife, husband, sometimes father and mother, sister, brother, husband, workers, students, teachers. So when we are working with the many people, so we have to understand that we cannot be always perfect. We cannot be always having something what we wish. So there can be many disagreement, many argument, many different ideas. So many, So many arguments going on. Then depend on how can we be mindful. If we really peaceful, if we are really mindful, then we can talk, we can solve this situation easily, then we can be peaceful, mindful again. Because when we stay with the many people, so in order to get the same idea, in order to get the same understanding, in order to get the same, the purpose is not easy. That's why when we practice mindfulness, then we can understand about our mind, about others, then we can let go, then we can maintain our mind to become peaceful. Thế thì quý vị thấy là chúng ta sống trong một cái xã hội, một cái gia đình, nó bao gồm rất nhiều các cái mối quan hệ, nào là quan hệ cha mẹ, quan hệ vợ chồng, quan hệ con cái, rồi là anh em, rồi là cô dì chú bác, vân vân. Thế rồi mở rộng ra bên ngoài đó là quan hệ với đồng nghiệp, với thầy trò, rồi và nhiều các quan hệ chủ thợ. Chúng ta thấy là trong tất cả các mối quan hệ như thế này với đông các cái đối tượng tham gia như vậy thì là nó cũng không có giống nhau, mỗi người mỗi ý, trăm người trăm ý, giống như là chúng ta làm dâu trăm họ vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng muốn là họ nghe theo chúng ta muốn là họ nghe theo, hoặc là tất cả đều đạt được cái sự đồng thuận, sự nhất trí cao, cái điều đó là cái điều không thể xảy ra. Thì rất nhiều người, rất nhiều các ý kiến khác nhau, và chúng ta không thể nào bắt tất cả đều theo cái ý của mình được. Và chính vì vậy mà chúng ta đòi hỏi là trong cái mối quan hệ nó chẳng chỉ nó nhiều và nó phức tạp như thế này, thì là cái trạng thái tâm của chúng ta trong khi ứng xử với các mối quan hệ thế, chúng ta đạt được cái sự tĩnh lặng, cái sự bình an, cái sự chánh niệm của tâm hay không, hay là để rồi là chúng ta bị muốn theo các cái mối quan hệ như vậy. Chính vì vậy mà ở đây quý vị cần phải áp dụng được chánh niệm trong các cái mối quan hệ khi chúng ta xử lý ngay như ở gia đình hay là ngoài xã hội. Và nếu mà chúng ta có được chánh niệm khi mà chúng ta ứng xử trong cái mối quan hệ như thế này, thì cái trạng thái tâm của chúng ta nó luôn luôn ở cái mức độ quân bình, nó bình an, và nó không có bị có quá nhiều chi phối bởi các cái. Some people are too slow, working slow, eating slow, eating slow, studying slow, because their knowledge is too slow. Some people are so smart, they can be finished many things, they can be successful, they can be successful with their studying, they can be
business, the other social work, because they are very intelligent and smart. So some people are so slow, some people are so smart. Some people are so lazy, they don't want to work. So some people are so energetic, they want to work all the time. Some people are very quiet, some people are willing to talk a lot. Some people eat as normal, some people would like to eat a lot. Some people would like to sleep normal, some people would like to sleep a lot. Some people would like to watch television a lot, some people do not. So, we have the different family, different mind. So if we understand the different mind, different family, then we can understand others. Oh, he is so slow. So that's not what we play. Oh, he is so lazy because his mind is so slow. He eat a lot, he talk a lot. Then if we understand the Abhidhamma, we have the different kind of parami and the different kind of mind and different kind of life. So then we understand. Otherwise, so sometimes some people are slow, then there's other people don't like this so slow, eating so slow. Some people are studying so slow, then some people are blamed. Some people are eat a lot, not a lot, some people are blamed. So they cannot understand each other. Now they are our advance or our weakness, our goodness. Then there can be problem. If we understand or because of his karma, he is so slow, he is so smart, he is very talkative, he is so quiet. So then we understand, we can solve the many misunderstanding or many other problems because we understand the dharma, we understand the same situation for everyone. Thiên bậc khác nhau, các cái ba la mật của chúng ta khác nhau. Cái điều này cũng đã được nói rất rõ ở trong tạng kinh chuyển pháp. Thế thì có những người thì là có cái trí nó rất là nhanh, người ta làm cái gì cũng rất là nhanh, nhưng mà có những người thì rất là chậm chạp. Nhưng có những người thì là người ta nói nhiều, cái bản tính người ta rất là thích nói chuyện, cả kê. Nhưng có những người thì là suốt ngày cứ ngồi im, như là động một thịt, chẳng có nói năng gì cả. Thế rồi có những người thì là người ta muốn là đọc cái này đọc cái kia, thì có những người thì người ta lười, người ta chẳng muốn làm gì, suốt ngày chỉ có ăn tầm rũi ra thôi. Thế thì vân vân rất là nhiều các cái trường hợp. Thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta thực hành và để rồi là chúng ta hiểu được về cái bản chất của tâm, chúng ta hiểu là do cái nghiệp, do cái ba la mật thì họ là như thế, nó cũng không phải là họ nữa, nó là cái tâm nó là như thế, và mình cũng có phàn nàn nữa. Thế nếu mà người ta ăn, mà người ta ngủ, người ta cứ ngâm cơm trong ngủ rất là lâu, thì mình cũng có nói ra thì nhai một cơm mất rất là lâu, và bây giờ chỉ có những người nhai thì nhai và nuốt vào, có người ngậm cơm ngủ, chúng ta cũng không có kêu ca. Lúc này là chúng ta đã hiểu rồi. Thì chính vì vậy mà quý vị thấy là khi mà chúng ta đã thực hành, chúng ta đã hiểu về cái tâm của mình rồi, thì lúc này mình chấp nhận như là nó không có. Thì cuộc sống của chúng ta thì đa dạng, con người thì cũng đa dạng như cuộc sống, và rồi cái tâm của mỗi người thì mỗi khác, chẳng có ai giống ai cả. Và chính vì cái điều đó là chúng ta thấy cuộc sống nó càng phong phú thì chúng ta càng có điều quan sát, và rồi chúng ta cũng không tiêu ca. Lúc này là chúng ta biết cách quan sát tốt xấu thì cũng là đối tượng. The important thing is we should be better person, better behavior, better speech. We should be better mind, nice mind. So nice mind, we should be nice behavior, nice talk, nice attention. If we are nice talk, nice speech to others, nice behavior, nice mind, attention, then we correct ourselves first. Then, if we are nice,
And the other, we can be trained patiently, understand patiently. But sometimes we don't really pay attention to other, ourselves. We look at others, and we blame others, and there can be, there will be problem or harm. Vấn đề là chúng ta không có thể phản nàn và thay đổi được bất kỳ ai cả. Chúng ta chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta thay đổi bản thân mình mà thôi. Thế thì chúng ta thay đổi bản thân mình bằng cái cách là chúng ta thiết lập được chánh niệm và xuất định. Do có chánh niệm và xuất định, chúng ta sẽ quan sát được các cái hành vi liên quan tới thân, khẩu và ý của mình, tức là suy nghĩ, lời nói và hành động. Để rồi là suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Rồi cái tâm của chúng ta nó cũng trở nên tốt đẹp hơn, những cái ý định của chúng ta với những người khác nó cũng trở nên tốt đẹp hơn. Và tóm lại là do có chánh niệm, có xuất định và quan sát như vậy, dần dần chúng ta sẽ trở thành một cái con người tốt. Và khi chúng ta trở thành một cái con người tốt thì chúng ta sẽ tác động trở lại đối với các cái người khác. Chúng ta không cần phải thay đổi họ, mà rồi là họ nhìn vào chúng ta, họ thấy chúng ta thay đổi, và rồi cái đó là một cái tấm gương, là một cái hình mẫu. Thì rồi họ thấy là như vậy là nó có một cái sự thay đổi. Chứ chúng ta cũng nhất thiết là phải phàn nàn, phải kêu ca, phải muốn thay đổi người khác theo cái ý của mình, thế này, thế kia. Thì chính vì vậy, quý vị thấy là chánh niệm ở đây, nếu mà chúng ta biết cách quan sát trong các hành vi thân khẩu ý của mình, thì là nó sẽ giúp ích cho cá nhân chúng ta, và đồng thời nó cũng sẽ có ảnh hưởng tốt với những cái người xung quanh. So I go to many countries to teach meditation. So I see many people, many family. So I see many people, many family means I also see many problems. So when I go to the country, teach meditation, so I can receive a lot of complaining, family problems, the between teacher and students, between the monk, so between the boss and the co-workers. So sometimes people are crying, so they don't know how to overcome, they tend to ask any advice. Or some people, sometimes some families, they have a problem, so they think there are many problems. So when they ask, when they tend to ask me advice for everything, every problem, their boss and their co-worker, the workers, even the child and student, every problem, when they ask me advice, what can I do? Even mother, daughters, son, fathers, you know, they are. When they ask me advice, I just say, practice hard. Mindfulness, practice mindfulness hard. My advice is, that's all. Thì quý vị thấy là, nếu chúng ta biết cách quan sát vào trong bản thân mình như vậy, có lẽ là cái cuộc sống này cũng chẳng có vấn đề gì nhiều lắm. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cách quan sát thì nó sẽ sanh khởi rất nhiều các cái vấn đề. Thì tôi cũng có dịp đi ở nơi này nơi kia, nước này nước khác, thì tôi thấy là các cái vấn đề nó luôn sanh khởi, nào giữa cha mẹ và con cái, thế rồi là giữa chủ và thợ, rồi là giữa giám đốc và thư ký, vân vân. Thì khi mà có những cái vấn đề như vậy thì là họ kêu ca, họ phàn nàn. Thế có những người thì nếu mà không kêu ca phàn nàn thì là họ lại khóc lóc, họ tức là nếu mà không có làm được gì thì họ lại khóc. Thế và trong những cái trường hợp như vậy thì là họ cũng đến gặp các cái nhà sư, từ trong đó có tôi, họ cũng hỏi xem là về thì trong những trường hợp như vậy, những cái tình huống đó thì cái phương thức cách thức giải quyết nó ra làm sao, như thế nào, thì chỉ có một cái lời khuyên duy nhất của tôi đối với những cái người đó là chúng ta cần phải thực hành. Chúng ta cần phải biết cách áp dụng cái việc thực hành của mình để rồi là các cái vấn đề nó sẽ được tự giải quyết. So means to practice mindfulness everywhere we need, in the meditation center, in your daily life, in your work. So practice mindfulness means we are looking, observing our mind, training our mind. So when we can train, observe our mind, we can see a lot of benefits. So then when we see a lot of benefits, then your life will be
Tampa, peaceful, happy, and we can solve the money problems. So that's why so I'd like to advise our yogis. Even when you go back in your daily life, try to don't accuse another time. Try to observe, try to practice daily meditation at least 2 or 3 days, 30 minutes or 45 minutes every day. And try to be mindful, and you will see the huge benefit, yearly benefit from the practice. And you don't want to really be encouraged to do practice, you want to practice more and more, you will see. And you will persuade others, and in this way, our life will be meaningful, our neighbor, our country will be peaceful. That's why, so tomorrow, you will go home, and today is the 10 days about talk. So I gave you how to carry all the mindfulness and explain to you as much as I can. I hope you know, you understand how to carry your mindfulness in your daily life. That's all for today's talk. Thank you, quý vị khán giả. Khi mà chúng ta thực hành chánh niệm quan sát như thế này, thì để rồi là chúng ta sẽ nhận ra được các cái trạng thái tâm. Nhận ra được các cái trạng thái tâm thức. Thì khi mà nhận ra được các cái trạng thái tâm thức của mình thì chúng ta sẽ hiểu được về bản thân chúng ta, cũng như là chúng ta hiểu được về những cái người khác. Thì lúc này cái việc mà chúng ta quan sát nó sẽ trở nên tự nhiên hơn, chúng ta sẽ trở nên dễ dàng chấp nhận hơn với tất cả những mọi người xung quanh. Cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên bình an hơn, tốt đẹp hơn. Và rồi là quý vị sẽ thấy là nó có rất nhiều các cái lợi ích được đem lại do cái việc mà chúng ta thực hành chánh niệm. Để rồi là chúng ta thấy là cho dù là không có ai khuyến khích cho chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta vẫn thấy do cái việc thực hành nó rất nhiều các cái lợi ích, chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta duy trì cái việc thực hành. Nó tốt cho bản thân, nó tốt cho gia đình và nó tốt cho xã hội. Chính vì vậy là ngày hôm nay thì là cái buổi cuối cùng của khóa tu, và rồi là quý vị cũng sẽ quay trở về ngôi nhà của mình. Và quý vị cũng đừng quên là quý vị sẽ đem theo cái việc thực hành này của mình khi chúng ta trở về nhà, chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta, trong các cái sinh hoạt thường ngày của chúng ta, để rồi là chúng ta sẽ dần dần trở nên con người tốt hơn. Và khi chúng ta đã trở thành cái người tốt rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đối với những người xung quanh. Họ nhìn vào chúng ta, họ thấy chúng ta có những thay đổi, và những cái thay đổi này là những cái thay đổi tốt đẹp và ứng thượng, thì như vậy là chúng ta cũng sẽ trở thành một cái hình mẫu cho những người khác. Thì chính vì vậy mà tôi cũng xin biết là khi chúng ta quay trở về nhà, chúng ta quay trở về ngôi chùa, ngôi tự viện cũng như là gia đình mình, chúng ta sẽ tiếp tục